Đối với một người đi xe máy, việc lắp gương nguyên bản đơn giản chỉ là thể hiện ý thức tham gia giao thông, chú trọng đến an toàn cho mình và xung quanh. Tuy nhiên, có một số người tháo gương xe máy đi, hoặc lắp gương không đạt chuẩn chỉ để đối phó với cơ quan chức năng. Vấn đề này gây mất an toàn giao thông, thể hiện sự thiếu ý thức của người tham gia giao thông. Nhìn chung, việc lắp gương chiếu hậu xe máy đạt chuẩn có giá khoảng 200.000 đồng một cặp, trong khi mức phạt nếu xe máy không lắp gương dao động từ 100.000 đến 200.000 đồng. Tuy phạt không cao nhưng đủ để thúc đẩy người dân chấp hành quy định và đảm bảo an toàn giao thông. Tuy nhiên, tại một số tỉnh thành và khu vực ngoại thành Hà Nội, tình trạng xe máy không lắp gương vẫn khá phổ biến. Có thể do lực lượng chức năng ở đây xử lý chưa nghiêm, hoặc số lượng xe máy tại nội đô đông đúc dễ khiến việc xử lý trở nên khó khăn. Một số người còn thấy lắp gương làm xấu xe, không cần thiết, gương không tác dụng, nhìn không chuẩn và chỉ coi việc lắp gương là điều dành riêng cho ô tô. Tuy nhiên, việc lắp gương xe máy là một yêu cầu cần thiết để đảm bảo an toàn giao thông. Gương xe máy giúp tăng cường tầm nhìn, phòng tránh va chạm, đồng thời thể hiện ý thức và trách nhiệm của mỗi người tham gia giao thông. Cần tăng cường giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến việc lắp gương xe máy để đảm bảo an toàn cho cộng đồng giao thông. Lắp gương xe máy là một yêu cầu cần thiết để đảm bảo an toàn giao thông và thể hiện ý thức tham gia của người lái. Đối với lý do thứ nhất là dễ va quệt, quan điểm này không hợp lý vì gương xe máy thường được lắp gần tay lái, ít khi bề hẳn ra ngoài. Va quệt thường xảy ra do người lái láng lách, chen chúc và không giữ khoảng cách, không liên quan đến việc lắp gương. Đi vào đường nhỏ hoặc tắc đường không phải là lý do để tháo gương, vì có thể cụp gương lại để giữ gọn xe và lúc này gương không còn nhiều tác dụng. Đối với đường lớn và tốc độ cao, lắp gương giúp dễ quan sát và đảm bảo an toàn. Lý do thứ hai là nhìn không chính xác. Người lái thường không biết chỉnh gương sao cho hợp với tư thế lái của mình. Theo kinh nghiệm lái xe máy, chỉnh gương sao cho không quá sát vai và nhìn rõ ngoài đường là đủ tầm nhìn, giúp tránh những sai lầm không đáng có. Lý do thứ ba là sập xe. Mọi thứ nhà sản xuất lắp đều có lý do, lắp gương xe máy không làm xe xấu đi, ngược lại còn thể hiện ý thức tham gia giao thông của người lái. Phản biện rằng tháo gương nhìn xe sang hơn hoặc chiến hơn là không có cơ sở, điều quan trọng hơn là đảm bảo an toàn và tránh nguy hiểm. Lắp gương xe máy giúp người lái dễ dàng quan sát và đoán khoảng cách, đồng thời thể hiện sự chấp hành quy định và quan tâm đến an toàn giao thông. Thầy giáo trong các khóa học lái xe cũng hướng dẫn cách nhìn gương để đánh giá khoảng cách với các xe khác. Lắp gương xe máy không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà còn là biện pháp đảm bảo an toàn cho cộng đồng giao thông.